Điều 4 của Bộ Luật Dân sự năm 2015 áp dụng Bộ Luật Dân sự. Bộ luật này là luật chung điều chỉnh các quan hệ dân sự. Luật khác có liên quan điều chỉnh quan hệ dân sự trong các lĩnh vực cụ thể không được trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự quy định tại Điều 3 của bộ luật này. Trong trường hợp luật khác có liên quan không quy định hoặc có quy định nhưng vi phạm khoản 2 của điều này thì quy định của bộ luật này được áp dụng. Trường hợp có khác nhau giữa quy định của luật này và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế. Article 4. Application of the Civil Code. 1. This law is a common law that applies to civil relations. 2. Any relevant law that applies to civil relations in specific fields may not be contrary to the basic principle of civil law prescribed in Article 3 of this law. 3. If another relevant law has no regulation or has regulations that infringe Clause 2 of this article, the regulations of this law shall apply. 4. In cases where an international agreement to which the Socialist Republic of Vietnam is a signatory contains provisions different from the provisions of this code with regard to a same matter, the provisions of such agreement shall apply.